Sư cho con hỏi tại sao Ngài Angulimala giết nhiều người như thế, nhưng Ngài vẫn có thể chứng thánh được. Tại vì á, Ngài chưa kịp giết cái người cuối cùng là mẹ của Ngài. Tại vì chỉ khi nào á, mà mình phạm vào ngũ nghịch nha, thì khi đó là đời này là vô duyên với thánh đạo thánh quả. Còn nếu như mà mình ở đời này chưa có phạm tội ngũ nghịch thì dù cho mình có ác cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn có cơ hội để chứng đắc đạo quả. Mặc dù đúng là khi mình tạo các ác nghiệp thì các ác nghiệp đó sẽ là cái chướng ngại rất lớn trên con đường tu chứng của mình. Tuy nhiên, chướng ngại đó không có nghĩa là mình không có khả năng, vẫn có khả năng. Chính bởi vì như thế, vào buổi sáng hôm ấy Đức Thế Tôn quan sát và thấy rằng nếu như ngày hôm nay không có Đức Thế Tôn can thiệp thì Ngài Angulimala sẽ giết mẹ của mình, và như vậy là sẽ tuyệt con đường chứng đắc đạo quả. Do đó vì lòng bi mẫn Đức Thế Tôn mới xuất hiện. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì không? Vừa để đức thưa quý vị, riêng cái câu để đức hành tại thì sư hoàn toàn đồng ý, nhưng mà cái đây là thêm cái ý kiến sư ra nha. Tại vì có một lần thưa quý vị, khi mà nhắc đến tích Ngài Angulimala, đúng là cái tích đây là một cái tích mà gọi là tiêu biểu, mà giống như là rất là đặc biệt trong thời Đức Phật tại thế, trong kinh điển. Mà nếu chúng ta mà hiểu mà sai tích này á, cái đường tu ta chướng ngại rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì cách đây vài năm, thưa quý vị, có một cái vị đồng tâm hạnh với sư mới hỏi sư một câu gì nè, mà sư nghe sư rất là cảm thấy bản thân sư rất là sợ, rất lo, nghĩa là mình cảm thấy tội cho vị đó nè. Vị đó có tư tưởng gì nè, nói là vị đó đem cái trường hợp ngàn lý ma lá ra, nói là thấy không, ngàn lý ma lá ra giết người lùm la từ lứa chứ, phải không? Và rồi tu thành cũng giác ngộ thôi, đúng không? Thì cái tư tưởng bị đó là như mình tu á, kiểu gì đó cũng tàn, bây giờ mình biết pháp rồi, đúng không? Thì trước sau gì cũng có giác ngộ thôi. Cái cứ giống như có từ từ mà sư hay nói, nghĩa là không chơi khô máu đi, đúng không? Đừng có ngại. Nhưng mà thưa quý vị, mình hiểu như vậy là tà kiến, thứ nhất là tà kiến, thứ hai là mình chướng ngại cái đường sanh tử của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trường hợp này lá lý ma lá là mình phải hiểu đây là trường hợp mà gọi là siêu thần đồng, quý vị, trường hợp đặc biệt, giống như mình gọi là siêu trường hợp rất là đặc biệt, siêu thần đồng, mình không thể so sánh được. Khi mà lý giải là tại sao mà trong cái kiếp mà này là mà ngài giết quá nhiều người như vậy, thưa quý vị, trong tiền thân của ngài, thưa quý vị, tiền thân của ngài á, là trong hai chuyện tiền thân á, là có một cái chuyện tiền thân thân như vậy là rất là đặc biệt, là ngài là thứ giả xoa, từng là giả xoa ăn thịt nè rất là nhiều người. Rồi trong một cái tiền thân thứ hai là ngài là ông vua nhưng mà ăn thịt người, thưa quý vị. Đó, như vậy cái này là theo cái suy nghĩ xưa thôi nha, hiểu xưa nha. Thì khi mà xét về cái yếu tố mà bốn bốn thời mà cho quả, thưa quý vị, thì theo suy nghĩ thôi, là gọi là xui á, ngài là xui á, gọi là ngài xui á, ngài xui á, là xui một cái là những cái quả đó, những cái quả mà ngài giết người ngay thời điểm đó, nó khiến cho đúng cái thời điểm mà nó chỗ nó dồn dập đó, dỗ dục gọi là chỗ dồn dập đó, nó khiến cho ngài nhân kiếp này ngài giết nhiều người như vậy, đúng không? Nhưng mà thực sự trong vô lượng kiếp nữa, ngài đã vun bồi đầy đủ các ba la mật, và ngài là người tâm nhân, và minh ngài có hạt giống minh và hạnh, quý vị. Chính là cái duyên, đó là cái yếu tố mà cái hạt giống, có hạt giống giác ngộ, cho nên Đức Phật ngài mới lại ngài tiếp độ ngài, chứ không phải đơn giản, quý vị. Mình đừng nghĩ đó là đơn giản, tại chỉ, mình phải hiểu là trường hợp chứ rất là gọi là rất rất rất, rất đặc là đặc biệt, mình phải hiểu gì đó. Cho nên đừng bao giờ đem cái việc mà ngàn lý mà lá ra mình lấy làm cái giống như là kim chỉ nam, mình nói là đây là mình tu 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 hành của ngài, kiểu vậy thôi, cứ giết người cứ vậy để cứ chơi khô máu gì đi, rốt cuộc cũng giác ngộ, đó là không đúng rồi, đó là rất là sai. Nên là quý vị phải lưu ý cái trường hợp ngàn lý ma lá, mình hiểu hiểu giáo pháp, hiểu cho đúng để tránh đi sai lệch.
À, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Cho nên á, trong Phật giáo chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu rất là rõ cái thứ nhất là mình đừng có tự ti. Tức là bây giờ mình thấy con người mình ô nhiễm quá, mình đã từng phạm những cái tội tày đình. Như vậy thì tôi tuyệt đường tu, tôi không có tu được nữa thì thôi tôi dẹp luôn, tôi khỏi tu. Thì đó là một cái cực đoan chúng ta nên tránh. Dù Để cho nói cho thêm, để cho nói thêm một cái điểm này cái cho cũng quan trọng. Dạ sao? Dạ. Để cho nói thêm được à. Dạ. À, còn một điểm này rất là quan trọng nữa, để xin nói cho quý vị biết, để tại vì cái trường hợp này ăn lý má lá không nói rõ khiến cho nhiều người dễ dính vào tà kiến là gì. Trong tạng luật thì nếu vị nào đọc tạng luật á, trong trường hợp trong tạng luật á, cũng có kể trong thời như thật như thế luôn, cũng có một cái tướng cướp mà tự tựa như ngài là tên là ăn lý ma lô, vì cũng giết người như vậy đó, nhưng mà Đức Phật ngài đâu tiếp độ được quý vị. Vì phải ghi nhớ chuyện rõ trường hợp đó, chứ đừng nghĩ là ăn lý ma lá là mình đem chị gai chim chỉ nam tu. Xin kết thúc câu trả lời. Thì á, cái thứ nhất á, là chúng ta tránh cái thái độ tự ti là mình đã tạo nhiều cái tội thế này thế kia, thành ra là chắc mình khỏi tu, mình tu không được đâu, mình ô nhiễm quá, thì không có nên suy nghĩ như vậy. Đạo Phật mở cửa cho, mở rộng vòng tay cho tất cả chúng sanh, chỉ trừ một số cái hạng gọi là đặc biệt nó quá lắm rồi, ví dụ như phạm ngũ nghịch, thì một số trường hợp đặc biệt như vậy thì không thể nào mà độ nổi. Nhưng mà ngay cả như sư nói, ngay cả trường hợp của A Xà Thế sau khi giết cha thì vẫn có thể làm người cư sĩ thuần thành đối với Đức Thế Tôn. Cho nên cái đầu tiên mình nên tránh là cái thái độ tự ti ha, tức là ti liệt mạng. Cái thái độ thứ hai là tránh cái thái độ là ngã mạng, đó là mình nghĩ là cỡ như ngài Angulimala, ngài còn tu chứng đắc đạo quả được thì thôi mình cứ chơi bời xả láng, sáng dậy sớm mà chừng nào mà nó tứ đổ tường mà chịu không nổi nữa, thiên hạ như thế này thế kia, không còn đường trốn nữa, thì lúc đó chui vào chùa, thì xin thưa là đó lại là một tà kiến. Như để Đức Thế Tôn có nói, có những trường hợp phạm tội rồi ngay cả Đức Thế Tôn ngài cũng không có tế độ. Đừng có ý y, đừng có ý y. Chính bởi vì như vậy đó, cái quá khứ, cái quá khứ thì nó đã là quá khứ. Cái ác mình đã tạo ở quá khứ thì thôi, bởi vì mình không có sửa được. Nhưng những cái ở vị lai đó thì mình phải ngăn ngừa mình không có làm ác. Chứ đừng có suy nghĩ sai lầm đó, rồi từ đó mình có tà kiến thì nó uổng cái đường tu của mình lắm.